Rồi, thầy chào các bạn. Rồi, chào các em nhé. Đấy, tiến tiến lùi lùi mãi mới vào được. Nào, bây giờ có Nguyên, Minh Chu, Khánh Hòa, Trung. Hôm nay có Nhàn thì báo ở nhà mà ở Thanh Hóa mất điện. Ta chờ chút để xem tiến độ của các bạn là bài thế nào. Ở buổi học trước thì thầy trò mình đang làm cái đề contest 240 phút về nó có là đủ các cái kiến thức kỹ năng tổng hợp nâng cao ở cái mức độ đề từ mức độ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh đến kỳ thi lập đội tuyển cấp quốc gia. Thì trước khi sang nội dung các cái câu tiếp theo ở của cái đề này thì chúng ta xem bài làm của các em. Đấy, ta xem trên bảng danh. Các bạn ấy các em rất tích cực làm bài. Cái bài mình ở phía bên này có bài số học, bài DAB, bài Binsearch, bài binary, bài binary được 0,74, bài Beauty 2, bài 96, bài DAB là nhiều bạn nộp bài nhất ở đây. Người ta xem trên bảng danh nha. Tên các bạn nộp bài là có Nguyên này, Liên Nguyên nộp bài này này, Minh Chu này, rồi Khánh Hòa. Khánh Hòa có vào được tài khoản của em không em? Thầy chưa thấy tài khoản của Khánh Hòa nộp bài trên server. Lấy lại tài khoản. Để chút nhé. Mình gửi lại tài khoản. Tài khoản của Khánh Hòa thì gửi lại ở trong nhóm Zalo nhé. Rồi, thầy cho ta bắt đầu với cái buổi hôm nay. Trên đây tiến độ nộp bài của các bạn rất tốt. Các bạn lưu ý bình thường thì các bạn sẽ vào YouTube, các bạn có thể nhìn thấy các cái video các buổi học để up lên đây. Các bạn vào kênh YouTube thì tìm kiểu gì cũng nhìn thấy thầy. Hôm nay có 791 bạn đăng ký kênh. Thì có cái video bài giảng thì thầy đã up lên đây, thì các em vào nhớ like, share, comment cần lực nhé. Để xem lại video ở bài giảng của buổi học trước. Bởi vì một số bạn trong lúc học thì vẫn chưa đủ thời gian để cài đặt. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của thầy để nhận cái video bài giảng mới nhất. Bên cạnh đấy thì nó cũng có các cái lớp học cơ bản, thì các em cũng có thể giới thiệu cho các em người thân của mình để tìm hiểu tự học ở cái nội dung lập trình cơ bản ở phía trong video này cũng có đề cập đến. Rồi, hôm nay ta sang cái buổi số 19 cho cái lớp nâng cao 1, và thầy cho mình tiếp tục hôm nay ta sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh cái đề. Rồi.
Ta tóm tắt nhanh cái buổi học trước các em nhé. Ở buổi học trước thì ta làm cái đề thi thử ACM, thì ta đã giải quyết cái bài đầu tiên là bài điểm ảnh đặc biệt. Ở bài này thì các bạn đã được rèn luyện một cái kỹ năng, đó là sử dụng kỹ năng đếm phân phối, sử dụng kỹ năng đếm phân phối để đếm các phần tử. Và đồ phức tạp của thuật toán làm theo cái phương pháp đếm phân phối này, ta chạy được là max của r max với n, trong đó r max là giá trị lớn nhất của thằng AI. Thì do đó làm theo cách này thì độ phức tạp thuật toán của ta chỉ chạy được với AI và n nhỏ bằng 10 mũ 6. Ở cái cách làm thứ hai thì bạn Hoài Băng cũng đề xuất cái cách làm đó là ta ném cái mảng, ta sót cái lại cái mảng đấy và ta gấp ra các cái phần tử phân biệt và chê và vị trí của nó, nếu mà người ta hỏi vị trí ở đấy. Thì ở cái cách thứ hai thì ta sẽ thực hiện sắp xếp lưu chỉ số. Đây là một trong những kỹ năng sắp xếp rất hay. Nếu các bạn chỉ sử dụng thủ tục sort ở trong C cộng cộng thì nó không lưu được chỉ số, thì cái giải thuật sắp xếp lưu chỉ số bằng code quicksort thì sẽ đây, code quicksort để quay trở lại code quicksort một chút. Đây. Ở chỗ quicksort đây. Thì khi mà đổi chỗ thằng AI cho thằng AJ thì ta cũng đổi chỗ thằng BI cho thằng BJ luôn. Nếu AI là vị trí BJ, AI là giá trị thì BI nó sẽ là vị trí của phần tử thứ Y. Đấy. Đấy. Đó là cái cách làm thứ hai của bạn Băng, và cũng cái cách thầy giới thiệu đề xuất. Cái đồ cái trong giải thuật cách hai thì có đề xuất đến là liên quan tới thủ tục sort nên độ phức tạp của nó là n nhân log n. Rồi ở các bước khác này nó chỉ chạy mất ô n, vừa sắp xếp và đổi chỗ. Sắp xếp nó thì tương đương với n nhân log n, và nói chung làm theo cách này thì độ phức tạp của ta là n nhân log n. Và khi đó n của ta chạy được tới 10 mũ 5 và AI là 10 mũ 9. Như vậy so với cách 1 thì n nhỏ bằng 10 mũ 6, AI 10 mũ 6, thì ở cách 2 thì là n nhỏ bằng 10 mũ 5 và AI nhỏ bằng 10 mũ 9. Mà từ đó thì ở cái buổi học trước thầy cũng nhắc các bạn là sau này các bạn cấp độ của các bạn đã lên cao thì các bạn nhìn thấy rằng nhìn giới hạn của đề bài là biết ngay bài này sẽ áp dụng giải thuật gì. Ví dụ nhìn thấy n nhỏ bằng 10 mũ 5 thì dự đoán ngay bài này có thể là một là sắp xếp, hai là vừa for vừa tìm kiếm nhị phân. Đấy. Là ta có thể biết được cái ý tưởng gợi ý để các cách làm. Ở cái bài thứ hai là bài tìm kiếm nhị phân trên một cái mảng đã được sắp xếp, thì ta có cái giải thuật tìm kiếm nhị phân. Thì code tìm kiếm nhị phân của ta là ta chặt được cái không gian tìm kiếm thành hai phần. Ta so sánh xem nếu a giữa bằng u thì thằng giữa đó chính là vị trí cần tìm. Nếu a giữa lớn hơn u thì chứng tỏ u nằm bên trái thì ta tiện thì con trỏ cuối chuyển về đứng trước con trỏ giữa nên cuối bằng giữa trừ một, ngược lại thì gắn đầu bằng giữa cộng một. Đấy. Thì bài này là bài insert, để xem insert bài bài này các bạn nào đã nộp bài. Bài insert ở bên này. Đấy, bài insert các bạn đã nộp bài rất đầy đủ rồi. Rồi ta sang tiếp ở bài số 3. Ở bài số 3 là một cái bài rất hay mà gọi là bài BT2, bài tổng bình phương các chữ số. Cái bài này nó đưa ra một cái lớp bài toán mới, là bài toán là cho một số nguyên được định nghĩa theo kiểu gì đấy. Bây giờ cho n, hãy tìm số phần tử thứ n của một tập số nguyên. Vậy thì cái bài này thì cái kỹ năng chủ yếu ta là kỹ năng là chia chương trình chính thành các chương trình con. Đấy. Và khi đó ở trong các chương trình con này có thể gọi các chương trình con khác. Đấy. Ta có thể gọi các chương trình con khác. Đấy. Thì khi đó cái này như phải thiếu chữ P. Đấy. Khi đó thì cái việc tìm cái phần tử thứ K của thứ N của một tập thì ta sẽ tổ chức nó thành một hàm tìm số thứ N của tập đấy. Nếu mà tìm đủ đến được phần tử thứ u thì ta sẽ đưa nó ra. Ta lưu ý ta sử dụng một mảng C để lưu niệm. Do đó nếu sau này có nhiều giá trị n mà cần truy vấn ấy,
thì ta đưa các phần tử thứ C của thằng N đấy ra. Thì như vậy thì bước 1 ta sẽ xây dựng cái mảng C tương ứng với thằng N lớn nhất. Sau đó theo đề bài cứ với mỗi N truy vấn bé thì ta chỉ cần gọi phần tử thứ C của cái giá trị cần N tương ứng để là đưa ra được kết quả. Chứ ta không phải xây dựng lại dãy số một lần nữa nhé. À, các bạn nhớ cái kỹ năng này. Bài này là bài BT2. Ta xem bài BT2 có 1, 2, 3, có 4 bạn nộp rồi. Đấy, có Minh Chu cũng nộp về rồi. Nguyên rồi. Băng rồi. Thế còn bạn nào nhà Khánh Hòa chưa? Thuận, xem Thuận nó nộp chưa? Thuận đang ở đâu? Đây, Thuận đang đứng thứ 5 này. À, Thuận cũng làm về BT rồi. Rồi, như vậy thì tới thời điểm này thì ta thấy rằng bài BT này các bạn hoàn toàn và cài đặt được. Và các bạn phải nâng bài toán này thành một bài toán tổng quát nhé. Người ta định nghĩa số đẹp là một cái số thỏa mãn điều kiện. Bây giờ người ta cho N, hãy tìm được số đẹp thứ N. Đấy, nó là một hẳn một lớp bài toán rất hay và cực khó. Nó chuyên đề về số học. Do đó để làm được bài đấy thì ta phải cần cài đặt thành công được các cái chương trình con để giải quyết những bài toán cơ bản. Sau đó gộp các bài toán con này là thành một bài toán lớn. Bài kế tiếp là bài chuỗi nhị phân. Hôm nay là bài ta sang bài số 4 các bạn nhé. Rồi, thầy cho mình cùng tìm hiểu bài số 4, bài chuỗi nhị phân. Ta xem bài binary này bà có những bạn nào làm binary thì có mỗi Minh Chu làm bài này nhỉ. Rồi vậy thì ta xem bài của Minh Chu làm thế nào nhé. Để hai bài làm lại thế này. Cái này thì nó vậy thì quên luôn rồi. Bài này thì này, ta xem Minh Chu giải quyết bài toán nào nhé. Ban đầu bạn tạo ra một cái sâu rỗng có n dấu cách. Sau đó bạn gọi thủ tục SI0. Khi thử gọi thằng SI0, bạn thực hiện cho y à khi gọi thằng SI ở vị trí thứ U thì bạn for y chạy từ 0 cho đến 1. Bạn gắn A ở vị trí thứ U có giá trị bằng CI. CI là cái gì nhỉ? Mà C chưa có. À, mảng C đây đây đây. Mảng C của bạn có phần tử là giá trị là một sâu, chứa giá trị 0 bằng 1, 0 bằng 1, vị trí thứ 0. Chứa số 0, vị trí thứ 1, chứa số 1. À, rất hay. Rồi, và C. Nếu bạn đã điền được N trừ 1 ô, bởi vì các ô bạn lấy số thứ tự từ 0 cho tới N trừ 1, thì khi để điền đầy đủ N ô, thì là phần tử cuối cùng đó là ô có tọa độ là N trừ 1, thì gọi thủ tục xử lý. Chỗ này gọi thủ tục xử lý N. Ừ, rồi. Còn ngược lại thì ta điền vào ô kế tiếp. Thủ tục xử lý này sẽ thực hiện cái công việc là gắn khai báo một cái sâu A bằng cái sâu kết quả của mình. Sau đó thực hiện là nếu mà tồn tại cái thằng sâu này trong sâu A đây. Tồn tại thằng sâu S trong sâu A, ta quay trở lại. S là sâu gì nhỉ? Sâu S từ từ nhé.
Thầy chưa thấy show S của ở đây. Show S là cái show dữ liệu đầu vào. Nếu show S có xuất hiện ở trong show A thì gắn P là vị trí tìm kiếm thấy và thực hiện công việc duyệt từ đầu show cho đến cuối show. Duyệt từ đầu show đến cuối show. Đến cuối show. Tức là ta phủ từ cái vị trí đó cho đến cuối show bởi dấu cách chấm. Và sau đó giảm D đi. À, thầy hiểu rồi. À, ý tưởng của bạn ở đây đó là cứ với mỗi show, theo đề bài thì cái show con này xuất hiện không quá mấy lần nhỉ? Xuất hiện đúng một lần. Đấy. Khi nó xuất hiện đúng một lần. Khi nó xuất hiện đúng một lần thì khi mà nó xuất hiện là lần này thì bạn xóa cái phần còn lại của show đi. Sau đó bạn giảm D đi. À, sau khi giảm D đi thì bạn nhận thấy rằng nếu D bằng 0, D ban đầu mà bằng 2 mà giảm bị bằng 0 thì điều đó chứng tỏ nó giảm hai lần. Mà giảm hai lần hay nói cách khác cái show này nó xuất hiện là hai lần. Đây này. Và nó xuất hiện hai lần thì đây đó là một show vi phạm thì bạn return ra ngoài để sinh ra show kế tiếp. Được. Minh Chu làm cái show này ý tưởng rất hay. Được. Rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu làm theo đúng cái tư tưởng mà bạn Minh Chu bạn vừa làm cái bài binary này nhé. Mà bây giờ là thầy trò mình cũng phân tích để ta có chung một cái cách làm. Rồi về thuật toán thì ta nhận thấy như sau. Rõ ràng thì việc cho một cái xét một cái show nhị phân mà chứa tất cả các số có mà chỉ chứa các số trong tập 01 thì ta nhận thấy như thế này. Đây, ví dụ cái show của ta như này. Đấy, ví như thầy có cái show như này. Đấy. Thì cái show này thì được gọi là một show chỉ chứa các ký tự trong tập 01. Đó là từ ký tự đầu tiên cho đến ký tự cuối cùng của show đấy. Chỉ là các số ký tự 0 hoặc ký tự 1. Bây giờ người ta yêu cầu là đếm số lượng show nhị phân có độ dài n. Như vậy thì người ta hỏi rằng trong các cái show nhị phân có độ dài n này thì có bao nhiêu show mà nó chứa show S, show show S là cái show này này. Nó chứa show S. Đúng một lần. Đúng một lần. Vậy thì nó đúng một lần thì điều đó có nghĩa là ví dụ như với cái show này thì chẳng hạn thầy thấy số 01 xuất hiện một lần này, số 01 xuất hiện một lần, như vậy thì ta nhận kết luận luôn là show này là show vi phạm không thỏa mãn. Nhưng mà bây giờ cái sao thầy sửa số này là thành số 0 nốt chẳng hạn. Như này chẳng hạn. Thì nhìn cái show này thì thầy thấy rằng cái cặp số 01 đứng cạnh nhau thì nó xuất hiện đúng là một lần. Vậy thì cái show này là show thỏa mãn. Đấy. Nó là show thỏa mãn. Vậy từ đó thì ta sẽ đưa ra được hai cái hướng. Hướng đầu tiên là ta sẽ sử dụng một cái mảng ta lưu các cái phần tử 01 này. Đấy. Cũng hoặc là hướng thứ hai giống như bạn Minh Chu bạn đã làm được khai thực hiện luôn đó là
ta xem luôn các phần tử này là phần tử thứ y đấy. Bạn Minh Châu bạn làm chỗ này rất hay. Đây, bạn chuẩn bị sẵn một cái sâu C thì bao gồm có hai ký tự không hoặc một. Thì khi đó mỗi lần sinh một cái dãy nhị phân thì ở ký tự thứ U thì bạn điền ký tự thứ CI vào. Nếu Y bằng 0 thì nó điền thằng C0, tức là điền ký tự 0. CI bằng 1 thì nó điền ký tự 1. Đấy. Ngoài ra thì ta có thể sử dụng là cái thủ tục chuyển số thành sâu, sâu thành số. Đấy. Vậy thì với cái bài toán này thì thứ nhất ta sẽ áp dụng phương pháp sinh. Về áp dụng phương pháp sinh này thì bây giờ thầy cũng sẽ gửi tặng cho các bạn luôn cái quyển sách chuyên đề về phương pháp sinh nâng cao. Bởi vì đây là những cái buổi gần như là buổi cuối cùng, gần đến các buổi cuối cùng của lớp nâng cao. Nên thầy có cái tài liệu gì thầy sẽ chia sẻ hết tới các em để các em có cái tài liệu để học tập. Sau khi học xong thì các em nhớ chia sẻ tài liệu này cho thầy cô dạy ở trên lớp của mình để thầy cô để dạy cho các em khóa sau. Việc các em học là tốt, nhưng mà để thầy cô có cái nguồn tài liệu để dạy cho các em khóa sau nữa. Chờ thầy một giây nhé, để thầy xem để chỗ nào. Đây, nó là quyển phương pháp sinh đây. Trước khi thầy gửi các bạn thì thầy cũng giới thiệu qua các bạn cái quyển phương pháp sinh này. Đây, thầy gửi trong tin nhắn. Thầy gửi cái quyển này ở trong cửa sổ chat các em nhé. Các em chờ một giây để nó hiện lên. Rồi các em tải cái quyển này về, không tí nữa cái Zoom nó out ra ngoài thì các em bị mất mất. Các em tải về máy hoặc là các em open nó ra, sau các bạn share qua Zalo gửi cho người thân. Thì cái quyển chuyên đề phương pháp sinh là một, nếu mà trong đề thi học sinh giỏi ở cấp tỉnh thì phương pháp sinh nó sẽ rơi vào khoảng tầm câu 4 ở khối cấp 2 cũng giống như khối cấp 3. Thì chuyên đề phương pháp sinh là một trong những chuyên đề hay, nó có tới một cái tư tưởng rất quan trọng, đó là tư tưởng vét cạn, là tư tưởng thử tất cả các khả năng xảy ra. Thì cái trong cái quyển sách này, thầy phương pháp sinh generation này thì thầy cũng có biên tập cái bài làm bằng code bởi Pascal này, C cộng cộng và Python. Đấy. Thì cái có hiện tại thì trong cái quyển này nó có 51 bài tập bao gồm cả lý thuyết và ứng dụng. Thì các anh em dùng nó để ôn luyện. Theo thầy nghĩ đây là một cái nguồn tài liệu hữu ích với các thầy cô và các bạn học sinh. Do đó các cái bài tập thầy sẽ chia theo cấp độ từ dễ đến khó. Do đó khi dùng cái quyển này thì các em sẽ cố gắng dùng từ dễ đến khó nhé. Hay nói cách khác là ta sẽ làm bài 1 trước khi làm bài 2, làm bài 2 trước khi làm bài 3. Như thế các bạn làm từ 1 cho đến 51. Đấy. Trong quá trình làm thì các em có thể tham khảo code bài làm ở trong quyển sách này. Đấy. Các em có thể tham khảo code bài làm, các em có thể tham khảo code Python hoặc C cộng cộng. Và tất nhiên với một cách trình bày thì nó chỉ là một cách tham khảo thôi. Do đó cái quan trọng nhất là mình hiểu được ý tưởng của cái giải thuật trong quyển sách này. Trong phần dưới có một số các cái bài tập khá khá hay và khó, nó ngang mức độ lập đội tuyển cấp quốc gia. Do đó thì cái bài cái quyển sách này sẽ rất hữu ích đối với các bạn có kỹ năng tự học tốt. Và thầy cũng mong là các bạn ở trong lớp mình ở đây ta có Nguyên này, Minh Chu này, Khánh Hòa này, Phát, Trung và Thuận. Các em hãy khai thác nó một cách tốt nhất nhé. Chỉ khi các bạn việc học có thầy hướng dẫn là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn nữa là khả năng tự học của mình. Việc có thầy hướng dẫn là quan trọng, rồi có thầy xong tự học của mình mà tốt hơn nữa thì nó sẽ là điểm cộng rất lớn và các em sẽ có cơ hội đạt giải cao trong các cái kỳ thi ngay từ năm đầu thi. Ở bên mới phát hiện ra là hôm nay không thấy bạn Băng vào. Có bạn Băng bạn mới lớp 9 lên lớp 10, bạn cũng khá chăm chỉ trên bảng danh, bây giờ bạn vẫn đang đứng đầu. Nên các anh ở trong lớp nâng cao cố gắng đuổi theo kịp em nói nhé. Rồi về như vậy thì thầy vừa gửi cho các bạn cái quyển là phương pháp sinh và hy vọng là các em sẽ dùng nó và chia sẻ tài liệu này đến các thầy cô và bạn bè của mình. Thầy viết khá nhiều quyển sách,
trong đó chủ yếu là để gửi tặng các thầy cô và các em để các bạn có cái nguồn tài liệu học tập tốt. Thực tế cái vị thế của môn tin của mình có tốt được hay không là do các em đấy. Các em mà có thành tích tốt trong kỳ thi thì một vị vị thế của môn tin trong trường phổ thông nó sẽ để được nâng lên, và khi đó các bạn sẽ đảm bảo full ngầu hơn. Rồi, ta quay trở lại nhé. Ta mất gần 30 phút mà chỉ để xoay quanh về về giới thiệu về phương pháp sinh và tổng. Vậy thì với cái bài toán này thì ta sẽ áp dụng cái tư tưởng của phương pháp sinh. Vậy thì khi nói ở phần này thì tốt nhất thầy sẽ code luôn ở trên code block để cho các bạn cùng làm luôn. Ở phía bên kia các bạn cùng làm luôn nhé. Lạc quá. Hiện nay thì có một thằng Visual Studio rồi Xcode rồi có Depsy rồi có một số các cái ứng dụng để soạn thảo và biên dịch chương trình viết bởi ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, thì các bạn cứ thích dùng cái thằng nào cũng được. Thầy hay dùng code block cho nó nhẹ nhàng. Đến đi thi tầm quốc gia các anh chị dùng code block vẫn ổn. Vậy thì không lý do gì thầy cho mình không dùng thằng này. Các bạn lưu ý là có một thói quen với các bạn học sinh khi đi code ấy, cũng thầy cũng chia sẻ thật, đó là có những cái đoạn code mẫu các bạn thường có thói quen copy từ bài cũ sang. Cái điều này cực kỳ nguy hiểm. Dù nó là một đoạn code dễ hay một đoạn code khó, các bạn luôn phải code lại nó. Bởi lẽ khi đi thi ta sẽ không có cái code nào để code lại để sao chép lại. Đấy. Nên các bạn là với một đoạn code dễ hay code khó các bạn đều phải tự code để tránh tình trạng sau này khi đi thi các bạn code lại cái đấy và các em bị lỗi, bị bug ấy, các bạn không sửa lỗi được. Cực kỳ nguy hiểm. Quay lên trở lại cái bài toán này thì bài đề bài cho số nguyên n và số s. Vì tôn trọng tác giả ta khai báo biến n và số s. Bài tập về sâu cũng là một chủ đề về khá hay, với bài tập về sâu nâng cao cực kỳ khó. Nên các bạn lưu ý đi thi nhiều bạn hy sinh ngay khi gặp bài tập về sâu, mà rõ ràng bài tập về sâu nếu học cẩn thận các bạn dễ dàng đạt full điểm của một bài về sâu. Thực tế dễ dàng thì nói thế thôi cũng làm hết hơi đấy. Con bố mà. Tên file cái này là gì nhỉ? Ở phía bên kia, kia các bạn bắt đầu cài code chương trình luôn nhé. Để đâu đó cũng biết đâu. Rồi, chỗ này ta dừng lại một chút. Ta nhận thấy rằng dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n, dòng thứ hai là chứa sâu s. Và cái đặc điểm của sâu s này nó chỉ là một sâu nhị phân 0,1. Do đó khi đọc các bạn hoàn toàn sử dụng câu lệnh cin để đọc dữ liệu được. Bên cạnh đó thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh getline để lấy dữ liệu. Getline cin s. Rồi bây giờ theo tư tưởng của ta thì ta sẽ lần lượt sinh ra các cái sâu, sinh ra các sâu nhị phân. Các bạn cháu đang dạy thì ta lần lượt sinh ra các cái sâu nhị phân, thì để sinh ra sâu nhị phân thì ta rồi ta sẽ thử điền vào ô thứ y, tức là như thế này. Thầy sẽ sử dụng một cái mảng
một chiều à, sử dụng một cái sâu à, gọi là sử dụng một cái mảng cũng được, thôi sử dụng một sâu thì cho dễ, giống như Minh Châu dùng sử dụng một sâu mà ở phần tử thứ y, ở ô thứ y thầy điền ký tự không hoặc một. Rồi thì với mỗi ô này ta điền thử giá trị không hoặc một. Khi nào điền đầy đủ NO thì ta mới sẽ thoát ra. Vậy thì thầy gọi thủ tục thử điền vào ô thứ y. Với sâu thì ta sẽ điền từ thủ điền vào ô thứ. Trong một sâu thì các phần tử được đánh số thứ tự từ 0 cho đến S chấm len, S chấm sai trừ 1. Đúng không? Vậy thì mình sẽ điền từ, thử điền vào ô thứ y giá trị nằm trong phạm vi từ 0 đến 1. Vậy thì cái thủ tục thử này thì thầy sẽ tổ chức một cái thủ tục thử điền vào ở vị trí thứ U của cái sâu. Thế sâu này ví như thầy gọi nó là sâu kết quả chẳng hạn. Đấy, thì sâu kết quả thì ta sẽ thực hiện thử điền vào ô thứ U giá trị 0 hoặc 1. Vậy thì ta sẽ for y chạy từ ký tự không đấy, thì khi đó thì tại vị trí thứ u ta điền thằng thằng si vào thì ta sẽ thực hiện tại vị trí thứ y của sâu kết quả à, ta điền và ta sẽ điền và em đúng rồi sâu kết quả mình sẽ bằng sâu kết quả bắt đầu phải tạo rỗng từ cái điền này nó cũng hơi dở nhỉ, thầy ít cái điền nó hiểu nữa nhỉ. Vâng. Vậy thì tốt nhất thầy điền nó vào một mảng một mảng đi. Mảng trên mất tập trung quá khó khăn. À, đến phần tử thứ y đưa nó thành một phần một chiều nối nó thành một sâu rồi thầy điền nó vào một mảng nhé, sau đó thầy nối nó thành một sâu đi cho nó dễ. Thì đến phần tử thứ thì ta điền là A ở phần tử vị trí thứ y có giá trị bằng Z. À, cũng ở đây thì cũng thầy mới chợt nhớ ra. Đó là khi các bạn viết chương trình giữa toán tử và toán hạng phải cách nhau ra nhé. Giữa toán tử và toán hạng cách nhau ra. Dấu phẩy thì nó liền với ký tự đứng trước. Dấu chấm phẩy như vậy. Đấy. Và giữa toán tử và toán hạng cách nhau ra. Chương trình câu lệnh nào là con của câu lệnh khác. Nó được lui vào bởi một dấu tab. Các cặp dấu ngoặc nó giống với nhau thành một cột. Hoặc một số bạn có thói quen giống bạn ở bên trên cũng được. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là với khi nếu nếu y bằng n thì điều đó chứng tỏ rằng là ta đã nối ta cho một cái mảng A ta điền đầy đủ các số 0, 1 vào rồi. Thì khi đó ta gọi thủ tục xử lý. Tức là điền đầy đủ NO thì ta mới gọi thủ tục xử lý. Ngược lại. Thì ta gọi thủ tục xử lý. Gọi thủ tục xử lý. Còn ngược lại của trường hợp này tức là khi thầy đã có NO, giả sử thầy mới điền đến ở vị trí này, giả sử thầy mới điền đến vị trí này thì đừng chứng tỏ rằng các cái ô bên phải này nó chưa có giá trị,
Vậy thì chứng tỏ rằng cái cấu hình này nó chưa chưa có đủ n phần tử đấy, vì thế vì nó chưa có n phần tử nên thầy sẽ gọi thủ tục thử điền vào ô kế tiếp. Thầy đang đứng ở ô thứ y thì ô kế tiếp của nó cần điền là ô thứ y cộng một. Thì đây là gọi thủ tục thử điền vào ô thứ y giá trị 0 cộng 1. Rồi cái kế tiếp ta sẽ thực hiện gọi thủ tục xử lý. Thủ tục xử lý của mình thì thủ tục xử lý này mình sẽ thực hiện một số cái công việc như sau. Thứ nhất là ta sẽ đổi lưu mảng A sang, vâng ạ, cậu đi ạ, sang sâu kết quả. Đấy. Sau đó thực hiện là đếm cái cặp số 01 trong sâu kết quả. Đấy. Nếu mà nó xuất hiện quá một lần, đúng một lần đi, thì ta tăng thằng cái biến red lên. Ý tưởng của thủ tục xử lý của mình đấy. Vậy thì bây giờ thầy thu được một mảng A đang chứa các phần tử là các cái số nguyên 01 01. Bây giờ thầy muốn nối nó lại thành một cái sâu. Nếu như mình chung cái này là gắn nó vào trong mảng thì bây giờ thầy chuyển sang xử lý sâu đi. Thì thầy sẽ thực hiện là cứ duyệt từ đầu mảng A đến cuối mảng A. Khi đó thì cái sâu kết quả của thầy, ở đây thầy khai báo một cái sâu kết quả ban đầu cải tạo bằng số rỗng, thì bằng sâu kết quả cộng với ký tự thứ y của bảng A, đó chính là thằng AI. Tuy nhiên tại thời điểm này AI của thầy là số 0 hoặc số 1, nó là số 0 hoặc số 1 nhé. Vậy thì thầy phải chuyển nó sang sâu, thì ta cần phải convert từ một số nguyên sang sâu, thì ta có cái thủ tục là to string. Đấy. Thủ tục to string là nó sẽ thực hiện là đổi một số nguyên sang một sâu, sau đó thầy nối nó vào sâu kết quả. Rồi bây giờ thầy bây giờ ví dụ như thầy chỉ xe sâu kết quả ra nhé. Trong chương trình ta thử điền vào vị trí thứ một đi, mảng này thầy điền từ vị trí thứ một đi, đấy, mới phân tử rồi ta thử chạy thử xem sao. Lưu thêm file mới. Lạ quá, rồi số 3. À quên. Đấy, thì các bạn nhận thấy rằng cái sâu nhị phân mình đang thu được có độ dài bằng 3. Nó đã đầy này. 0000 001 010 011 100 101 110 và 111. Vậy thì ta nhé, thấy là ta đã sinh được dãy nhị phân đúng rồi. Rồi bây giờ ta không xem thằng sâu S nữa. Nãy giờ các bạn nhìn thấy kể ra hôm nay thầy code hơi ngầu, đó là F9 nó không báo lỗi. Chứ mọi hôm thầy code phát ở F9 cái nó đỏ lừ cơ. Hôm nay code thế nào đỏ thế? Bây giờ sâu kết quả của mình là sâu dãy chưa chứa dãy số 01 rồi. Ta quay trở lại với bài toán để các bạn hiểu rõ hơn. Đề bài người ta yêu cầu hỏi là trong cái sâu kết quả đấy, cái sâu S này có phải chưa đúng một lần hay không? Nếu đúng thế thì tăng biến đếm lên. Đấy. Sâu chứa sâu S đúng một lần. Vậy thì ở đây ta có là để thì khi đó ta sẽ có hẳn một cái đoạn chương trình để đếm số lần xuất hiện sâu này trong sâu kia. Vậy thì thầy gọi P là bằng đếm sâu
Đếm số lần xuất hiện show kết quả trong show S. Đấy. Nếu mà P này mà đúng bằng 1 thì điều đó chứng tỏ rằng là show kết quả xuất hiện, à quên, nhầm nhầm. Đếm show S trong show kết quả. Đấy. Đếm show S trong show kết quả. Bởi vì show S của nó là cặp 01 giống như đề bài kia. Nếu P bằng 1 thì nếu P bằng 1 thì chứng tỏ rằng cái show S nó xuất hiện trong show cái kết quả là đúng một lần. Hay nói cách khác, cái show nhị phân đó nó chứa show S đúng một lần, và đó chính là một nghiệm cần tìm. Vậy thì ta tăng biến đếm lên. Biến Z ở đây lưu số nghiệm cần thỏa mãn, sau đó biến Z của mình trước khi gọi thủ tục thử lần lượt vào thì mình khởi tạo Z bằng không. Biến Z nó gọi ở trong chương trình con, nên khi khai báo thì ta khai báo Z ở chương trình chính, ở đầu chương trình gọi là biến toàn cục. Đấy thì các bạn nhìn nhận thấy cái chương trình nó rất rõ ràng đúng không? Lần lượt sinh ra các show nhị phân, cứ với mỗi show nhị phân ta đi đếm số lần xuất hiện của show S trong show nhị phân đấy. Nếu số lần xuất hiện đúng bằng 1 thì ta đưa show kết quả ra. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp công việc, đó là tổ chức một đoạn một hàm đếm số lượng xuất hiện show này trong show kia. Vậy thì để bài thầy gọi là hàm đếm show U trong show V. Và khi code như này, các bạn nhận thấy rằng tham số của thầy gần như các bài toán chỉ có U và V. Đấy, và gọi là Y với thủ tục phương pháp sinh. Đây là một bài toán về xử lý về show cơ bản. Đó là cho show S1 và show S2 đếm số lần xuất hiện show S1 trong show S2. Thì để chỗ này thầy tách ra so với Minh Chu khi đấy làm, đó là thầy tách nó ra thành một chương trình con, để cái chương trình con này có thể áp dụng cho bài toán khác. Còn ở trong chương trình, nếu mà mình code vào đây cũng được thôi, tuy nhiên nó không gọi là hay cho lắm, bởi vì khi mình tách nó ra thì sau này khi nào cần một thủ tục đếm số lần xuất hiện sau này trong sau khác thì ta có thể gấp từ đây ra được. Còn cái đoạn này là đoạn xử lý với từng bài cụ thể nhé, từng bài cụ thể thì nó sẽ khác nhau. Thì bây giờ ta sẽ thực hiện để đếm sâu đếm đếm số lần xuất hiện của sâu U trong sâu V, đúng nhỉ? Sâu U trong sâu V. Để đếm số lần xuất hiện sâu trong sâu U trong sâu V thì ta sử dụng thằng s.file. Đấy. Thì ở đây thầy có một cái biến, thầy gọi tạm nó là biến tạm. Thầy tạo bằng không. Thì không biết hôm nay thầy sao lại hay sổ mỗi này. Chừng nào đếm thằng sâu U trong sâu V, tức là chừng nào thằng V.file thằng U, câu lệnh V.file cho U này là câu lệnh tìm kiếm sâu U trong sâu V. Khi mà mình thì nó trả về một cái địa chỉ vật lý ở trong bộ nhớ. Thì khi các bạn cộng với phép toán 1 thì nó sẽ trả về là kiểu số nguyên, và khi đó các bạn mang so sánh với một số nguyên khác được. Nên ở đây nó mới có câu là v.file cho U cộng 1 lớn hơn 0. Còn lớn hơn trừ 1 nó cũng không đúng các em nhé. Vì khi cộng này để nó ngoài việc cộng ra thì nó còn ép kiểu dữ liệu về kiểu nguyên. Đây là nếu thằng U có xuất hiện trong thằng V. Câu này có nghĩa chừng nào U còn xuất hiện trong V. Có lẽ hôm nào thầy về mở một cái lớp nâng cao chuyên về để dạy về sâu nâng cao và các cái cấu trúc dữ liệu đặc biệt hỗ trợ cho, bởi vì mình học nâng cao đây mình cũng học được khá nhiều rồi theo khung chương trình. Tuy nhiên để đi sâu về một cái mảng ấy thì chắc là ta cũng sẽ có những cái lớp chuyên sâu hơn, ví dụ như chuyên sâu về sâu nâng cao kết hợp với các giải thuật hashing sinh KMP rồi sử dụng cây chia, thì những cái đó nó sẽ giải quyết bài toán sâu một cách tối ưu hơn. Còn đây ta đang chạy bằng cơm, đó là ta đếm thủ công. À,
Thuận có hỏi nếu không tìm thấy nó trả về là số mấy. Để một cách đơn giản nhất, đó là ta sẽ khi code thử chương trình ở một bài, ta có thể new project mới. Các bạn gắn show S1 bằng ABC, show S2 bằng DE, ED. Khi đó các bạn gõ câu lệnh là cout thằng S1.file thằng S2 ra. Đấy, thì các bạn nhìn thấy kết quả của chương trình dịch của mình nó sẽ ra kết quả là bao nhiêu nhé. Và khi đó các bạn thử cout thằng S1 cộng S2 file S2 cộng 1 thì nó sẽ ra bao nhiêu. Đấy, thì nó sẽ ra được kết quả. Đấy, Thuận nhé. Rồi. Ta tiếp tục là chừng nào mà thằng V còn xuất hiện trong thằng U thì thực hiện công việc. Ta khai báo một cái biến quy có giá trị và là vị trí tìm thấy. Rồi. Thì rõ ràng như thế này. Để thầy lấy cái path đi cho nó dễ mô phỏng. Dạy về sâu thích nhất là có cái path này. Đợt thời Covid thầy Hay dạy online nên thầy có cái path để về viết. Nhưng khi dạy về sâu thầy rất thích dùng cái path này. Ví dụ như sâu của thầy là 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ở đây thầy cho nó là số 1 đấy. 0, 0, 1. Ví dụ như thế chẳng hạn. Sao thầy viết xấu thế nhỉ? Thầy viết là 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 chẳng hạn. Rồi. Bây giờ thầy đi tìm cái sâu 0, 1 ở trong thằng này. Thì khi thầy gắn v.file u, tức là thầy tìm thằng này là thằng v, thằng này là thằng u đấy, thì khi thầy gắn v.file u thì nó sẽ trả về cái vị trí này. Các bạn comment cho thầy biết vị trí này có chỉ số là bao nhiêu nào, chương trình hãy chọn ra đúng. Bạn chờ thầy tí nhé, thầy phải cộng lương. Hãy subscribe nhé. Con nhớ mang cái trò mà chưa đi nhé. Rồi thầy đã nhận được 4 câu trả lời. Chung cho nó bằng 2. Có vẻ không tự tin là chung mạnh dạn lên. Nguyên cũng cho bằng 2, Thuận cho bằng 2. Chung em bảo chẳng thêm vào vị trí 2 và vị trí 6. Các bạn khác thì sao? Phát thì sao? Khánh Hoàn thì sao? Để cho thầy biết nó sẽ trả về kết quả là bao nhiêu. Rồi, chung trả về 2 và 6. Rồi. Thầy cảm ơn các bạn. Rồi. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là khi với cái thằng ở vị trí đây, khi mà mình gọi v.file thì nó sẽ trả về vị trí đầu tiên của xuất hiện của sâu V trong sâu U, và như ở đây ta biết là trong sâu nó đã được đánh số thứ tự là từ 0 cho đến hết sâu. Vậy thì vị trí này nó chính là vị trí thứ hai. Rồi. Khi đó ta gắn quy của ta nó sẽ trỏ vào con trỏ này. Đấy. Rồi ta thực hiện tiếp. Khi đó ta nhận thấy rằng là nếu ta thêm cộng một đấy để thể hiện.
Nếu thằng Quy à quên, không phải khi khi đó không cộng một, bởi vì khi mà nó đi vào được tới đây thì chắc chắn nó có rồi. Khi đó thì ta nhận thấy rằng biến kết quả của mình là biến tăng, sẽ tăng lên một đơn vị, bởi vì tại thời điểm này thằng U có xuất hiện trong dòng quyền thằng V. Vậy thì sau khi đếm xong rồi thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là xóa. Thì ở đây có nhiều người cách đề xuất xóa. Có người thì bảo là xóa cả cái sâu này đi. Có người thì bảo là xóa đến cuối sâu có đoạn xóa. Nhưng với thầy đề xuất ta sẽ xóa từ đây đi. Đấy, thầy sẽ chém một phát, quăng thằng này bỏ đi. Như vậy thì thầy sẽ xóa từ vị trí từ 0 cho đến vị trí vừa tìm thấy. Từ vị trí từ 0 cho đến vị trí vừa tìm thấy nó có đúng bằng số lượng các ký tự. Số lượng ký tự cần xóa đó chính là bằng là vị trí tìm thấy cộng lên 1. Ví dụ vị trí tìm thấy của mình quy tại thời điểm này bằng 2 nhưng thầy muốn xóa đi 3 ký tự, vậy thì nó phải là quy cộng 1. Vậy thì tới đây thầy sẽ thực hiện câu lệnh xóa trong sâu u, ta có xóa trong sâu u chấm từ xóa lại y. Ở sau đây nó không đề xuất nhỉ, mọi hôm thầy gõ phát nữa. Xóa trong sâu u từ vị trí đầu sâu, xóa đi bao nhiêu ký tự, xóa đi quy cộng 1 ký tự. Hôm nay sao thầy cốt nó không đề xuất nhỉ, thầy ăn ở tốt thế mà. Đấy. Thì đây gọi là xóa trong sâu u từ vị trí 0 đi quy cộng 1 ký tự. Rồi. Quá trình thực hiện xóa như thế này thì tới một cái thời điểm nào đó, nếu giờ có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất xóa xong thằng U nó rỗng luôn, không còn phần tử nào, thì khi đó cái thằng tìm kiếm thằng V trong thằng U nó sẽ cũng sẽ thoát ra ngoài vì không có xuất hiện. Đấy. Ở đây ở trong bài của Minh Chu thì có thêm một cái câu lệnh, đó là nếu tạm lớn hơn 2, quên, nếu tạm bằng 0 tức là nó xuất hiện 2 lần thì sẽ thoát. Thì còn ở đây thầy cứ do cái hàm đếm sâu này thầy dùng cho việc khác nữa nên thầy cốt hàm đếm sâu kinh điển, quên, cổ điển, lại dùng từ kinh điển chán thầy quá, hôm nay tự nhiên hát hơi sổ mũi. Rồi bây giờ ta sẽ return thằng tạm. Đấy, đây gọi là thủ tục đếm đếm sâu. Ở đoạn chương trình này có bạn nào góp ý cho thầy cái gì không nhỉ? Bạn nào góp ý gì thì các bạn comment vào cửa sổ chat nhé. Ở đâu nhỉ? Nhiều nhóm quá rồi thầy. Không biết đây, bắt nhanh lên. Trời ơi. Chả trách không thấy băng đâu. Nhưng bạn này bạn mới học lớp 9 lên 10. Nhưng bạn này. Rồi, rất chi là ngoan. Đây là đoạn đếm sâu. Như vậy thì với thủ tục xử lý như trên, ta đã giải quyết được bài toán. Ta quay trở lại ở phần chức trí chính. Sau khi thầy gọi thủ tục xong, thủ tục thử một, thầy đã lần lượt sinh ra các dãy nhị phân. Cứ với mỗi dãy nhị phân thầy sẽ với mỗi dãy nhị phân thầy nối nó vào một sâu kết quả. Thầy đếm số lượng sâu S trong sâu kết quả đó. Nếu số lượng đó mà đúng bằng 1 thì thầy tăng biến đếm lên. Đấy. Thì sau khi thực hiện xong thì theo yêu cầu của đề bài, người ta thực hiện là do có thể có rất nhiều kết quả nên lấy cho kết quả phép toán K chia dư cho 10 mũ 9 cộng 7. Đấy, đấy. Thì khi đó kết quả của ta đó chính là thằng Z.
chia dư nhá, cái biến L, trong đó cái biến L cái 10^9 cộng 7 thầy hay define đó, thôi không phải define, khai báo nó luôn luôn xuống nguyên cho nhanh. Đấy. 10^9 cộng 7 thì nó là 1E9 cộng 7 thì thầy sẽ chia dư nó ở đây. Tuy nhiên thì trong cái tính chất đặc đặc điểm của cái phép toán ấy, cộng đồng dư, cái phép toán cộng đồng dư chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe đến cộng đồng dư. Phép toán cộng đồng dư là như thế này, ta có A cộng B chia dư cho C thì bằng A chia dư cho C cộng B chia dư cho C, tất cả chia dư cho C. Ví dụ thầy có số 15 và số 8, B thầy chia dư cho 3. B thầy lấy 15 cộng 8 là thầy thu được là 23. 23 chia dư cho 3, 73, 21. Thì nó được là dư 2. Đó là thầy lấy cộng thằng này với thằng này là thầy thu được dư 2. Bây giờ thầy lấy A chia dư cho C, 15 chia dư cho 3, 15 chia cho 3 được 5 dư 0. 8 chia cho 5 chia 3 được 2, được 2 dư 2. Đấy. Bây giờ lấy cái thằng này lại chia dư cho 3 phát thì nó được 2. Đấy, và hai thằng này bằng nhau. Thì đây người ta gọi nó là phép toán cộng đồng dư. Bạn nhớ nhé. Cái tính chất này khá quan trọng sau này để cho các bạn tránh bị tràn kiểu dữ liệu, dù thuật toán các em có đúng nhưng mà chạy nó bị tràn dữ liệu thì các bạn cũng sẽ không full được test của một bài, nhất là những cái bài có tính chất phân loại học sinh. Đấy, đây gọi là phép toán cộng đồng dư. Phép toán nhân đồng dư nó cũng tương tự như vậy, ta có A nhân với B chia dư cho C. Đấy, thì nó sẽ là bằng A chia dư cho C nhân với B chia dư cho C xong tất cả chia dư cho C. Và ta nhận thấy rằng là cái việc thằng A với thằng B này nhân với nhau nó dễ dàng bị tràn kiểu dữ liệu. Đấy. Nên trước khi mình lấy hai thằng này nhân với nhau thì ta chia dư cho C, dẫn đến ta thu được một số nguyên bé. Khi hai số nguyên bé này nhân với nhau thì nó lại chia dư cho C thì nó sẽ thu được một số bé hơn C. Đấy. Lấy hai số bé hơn C nhân với nhau, sau đó lại chia dư cho C, ta thu được một số bé hơn C. Và lấy khi đó cái phép chia này nó không à phép nhân này nó không bị tràn kiểu dữ liệu. Ví dụ như A đây thầy cho bằng 10^18, B bằng 10^18, C chỉ khoảng tầm 10^7 thôi. Thì lấy hai thằng này nhân với nhau nó đã toang bộ nhớ rồi. Đó là hai số này nhân với nhau nó trả về số âm. Vậy thì mình sẽ phải lấy thằng này chia dư cho thằng này chia dư thằng này, sau đó mới lấy hai thằng nó chia dư cho nhau. Đấy. Thì nó không bị tràn bộ nhớ. Đó là ta có thầy này nói chút về đồng dư. Và khi nói đến đồng dư đấy đồng nghĩa với việc là chỗ này các bạn phải sẽ thay vì việc chia dư ở đây. Thì ngay ở vị trí này. Chỗ red cộng cộng này. Thì red cộng cộng tức là nó tương ứng với câu lệnh là red bằng red cộng 1. Đấy. Khi đó thì ta có red chia dư so cho L, 1 chia dư cho L. Hay nói cách khác ta có Z cộng 1 chia dư cho L. Thì khi đó ở đây ta sẽ chỉ thực hiện đưa thằng Z ra. Và khi sau này ta thấy rằng các phép toán cộng đồng dư thì ta nhớ rằng khi tính được kết quả ở thời điểm nào thì ta cũng luôn cập nhật cái kết quả ở cái thời điểm chia dư đó nhé. Thì khi đó cái kết quả cộng dồn lại nó không bị vượt quá kiểu dữ liệu tương ứng mình đang chọn. Đấy. Thì sau khi thực hiện xong cái này, thằng này thì ta đưa được thằng Z ra. Rồi, cảm ơn Trung đã giới thiệu một cái đường link về giới thiệu cái khái niệm cộng đồng dư và các phép toán đồng dư. Nó hơi số học một tí. À, hình như đã thấy băng vào, vừa nhắc băng, băng nhà ta đã vào. Hôm nào ta đang làm bài số chuỗi nhị phân băng nhé, xem băng làm bài này chưa nhỉ, bài binary binary băng chưa làm thì bây giờ ta code luôn nhé.
Bài đó phương pháp sinh. Phương pháp sinh hình như băng cũng đã được học rồi. Phương pháp sinh có kết hợp xử lý sâu, nhưng xử lý trong sâu với C cộng cộng thì hơi khoai một tí. Thầy nhắc lại cho các bạn nhớ một lần. Bạn chưa nghĩ ra cách tối ưu. Hiện nay thì ta đang sử dụng phương pháp chạy bằng cơm, tức là phương pháp như trên. Đó là đây nó to hơn, tức là n nó vượt quá 20 thì cái giải thuật này chết chắc nhé. Ở trong đề bài này thì ta để ý rằng n người ta cho bằng 10 mũ 4 nên giải thuật này là không khả quan. Đấy. Sau này các bạn sẽ sử dụng kiểu cấu trúc dữ liệu kiểu cây, và người ta sẽ sử dụng cấu trúc dữ liệu của cây chia. Nhớ cây chia. Thì ở trong vòng lập đồ thị cấp quốc gia thì các bạn đã bắt buộc phải sử dụng cây chia rồi. Ở đây thầy cung cấp từ khóa để các bạn có thể tìm kiếm về cái tài liệu về cây chia. Được, chết nhỉ, để thầy tìm thôi. Thế để hôm nào để buổi học kế tiếp thầy sẽ gửi tặng các bạn cái tài liệu về cây chia. Cây chia nó là một trong những cái cấu trúc giảng cây rất hay và sẽ giúp cho các bạn giải quyết các bài toán về sâu có liên quan tới đếm số lần xuất hiện sâu này trong sâu kia với chi phí vô cùng rẻ, chỉ tốn có mỗi cái công xây dựng cây thôi, còn dăm ba cái vụ đếm sâu này trong sâu kia thì nó nhạt lắm. Nói bây giờ là khoảng thời gian để các bạn làm bài nhé. Phải mất một tiếng để giảng chi tiết cái bài toán này. Không biết hôm nay thầy thầy sao lại thấy sổ bụi, trời thì đẹp. Hôm qua đêm qua ở Yên Bái trời mưa tầm mưa đá nên thời tiết hôm nay rất mát. Không biết ở Thanh Hóa đây có mưa không? Ở Ninh Bình thì sao nhỉ? Ở Tuyên Quang thì sao nữa? Khánh Hòa. Ở chỗ Ba Trung thì ở gần thầy đây, chắc chắn là hôm qua cũng mưa rồi. Không biết băng ở tối qua ở Yên Bái có ở trên Văn Yên có mưa không? Hôm nào thầy sẽ mưa Yên Bái thầy sẽ gửi tặng cho Văn Yên. Nhà của bạn Trung cũng ở trên Văn Yên à? Thế chứ Trung hôm nào sang thảo luận chuyên môn với em Băng, hai anh em có team offline cùng giải bài tập của thầy Thành nhé. Ở Phong Dụ Hạ, thầy có biết ở Phong Dụ Hạ, thầy đã lên Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng rồi. Đấy. Phong Dụ Hạ, khoan, Phong Dụ Hạ, Châu Quý Thượng, Châu Quý Hạ, Phong Dụ Hạ, hình như Phong Dụ Hạ thầy lên rồi. Nếu không nhầm Phong Dụ Hạ là chỗ có cái cầu treo thì phải. Rồi về ta, các bạn có khoảng 50 phút ta sẽ cốt bài toán này nhé, trước khi ta chuyển bài toán khác nhé. Bài này bài binary tới thời điểm này cốt gần cốt điểm có Minh Chu. Các bạn Minh Chu làm xong bài này thì có thể cốt bài khác nhé. Hoặc là thôi thì để thầy trước thuật toán bài khác luôn nhé. Còn phần cốt thì server thầy bật thì các bạn sẽ tranh thủ làm khi khác đi. Bởi vì thầy trò mình có tận 12 bài mà. Cố gắng hôm nay sẽ hết được nhiều nhiều một tí nhé. Rồi, ta sang một cái đề rất hay. Ở cái đề cái câu 4 khi nãy nó là đề mức độ phân loại khá cao, thì sang đề cái bài số 5 lại là một cái bài vô cùng easy. Ta sẽ bắt đầu là các bạn tạm dừng cốt lại bài số 4 nhé. Ta sẽ cốt bài số 5, bài số học. Trước đó ta ngó xem bài số học này có băng đã cốt rồi, được 87,5 điểm rồi. Tức là sẽ còn vài test thì có thời gian thôi, các bạn khác chứ cũng chưa tốt. Rồi ta sẽ giải quyết cái bài toán này luôn nhé.
Đề bài là cho số nguyên đương n và dãy A. Tóm lại cho dãy số. Người ta yêu cầu là tính tổng các số trong dãy có chia hết cho 3. Ừ, cái câu này sao nhạt thế nhỉ? Giống như đề thi cấp thôn. Công việc thứ hai là đếm số lượng có đúng 3 ước. À, cái câu này khá thú vị. Vậy thì theo cái phương pháp chạy bằng cơm thầy trò mình hay chạy thì tới thời điểm này các bạn nhắm mắt nhắm mũi và các bạn cốt luôn. À, làm mà. Và các bạn quên mất rằng có một cái này ở đây nó rất nguy hiểm, nó đứng ở đây. Đấy, thôi, thầy chọn cái màu khác. Sao hôm nay thầy chọn màu xấu thế? Thôi, chọn màu đỏ cho đông đầu. Các bạn quên mất rằng cái giới hạn này ở đây. Với một đề thi chuyên nghiệp luôn có cái giới hạn gọi là các sắp tác. Đấy, các sắp tác. Rồi các giới hạn chia thành các cái đoạn nhỏ theo các giới hạn tương ứng với số điểm. Ở đây thầy hướng dẫn các bạn kỹ năng đọc bài nhé. Nhìn giới hạn để đoán dự đoán thuật toán. Đầu tiên ta nhìn giới hạn là n là 10 mũ 3. Đấy. Với n bằng 10 mũ 3 thì ta nhận thấy rằng giải thuật chắc chắn là ô n bình rồi. Đấy. À, bằng dự đoán chính xác rồi đấy, em thử code làm xem có đúng không nhá. Như vậy thì với n mũ 3 thì ta nhận thấy rằng giải thuật tối đa của mình là ô n bình. Với AI là 10 mũ 6, do đó bài này có thể là sử dụng phương pháp đếm phân phối. Đấy, khi đọc như thế thì đồng ý nghĩa là ta dự đoán. Vậy thì ta quay trở lại bài toán này. Khi người ta yêu cầu là tính tổng các số. Như vậy bài này thì người ta việc tính tổng các số thì áp dụng đến phân phối thì có vẻ như là nó không đúng lắm. Như vậy thì ta cũng không không sử dụng đến phân phối ở đây. Ở đây ta thấy n nhỏ hơn bằng 10 mũ 3, tức là ta chắc chắn phải có hai vòng for lồng nhau chạy tới khoảng n. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái chi phí lớn đó nó có thể nằm ở cái chỗ việc là đi đếm số lượng ước của một số. Theo cái phương pháp chuẩn nông thôn mới của mình thì để đếm số lượng ước thì ta cứ for y chạy từ 1 đến n, nếu n chia hết cho y thì ta tăng biến đếm lên. Thì cách đó thì ta mất n phép tính. Đó. Mà khi khi đó với mỗi phần tử thằng AI ta for cho tới thằng R max thì độ phức tạp của nó sẽ là bằng thằng R max nhân với n. R max của ta sẽ có giá trị bằng 10 mũ 6. N của mình là 10 mũ 3 thì 10 mũ 6 nhân 10 mũ 3 là 10 mũ 9. Thì giải thuật đó đã chết ngay từ vòng gửi xe đạp. Vậy có cách thứ hai là để đếm ước thì ta cho y chạy từ 1 cho đến một nửa của n. Nếu n chia cho y thì ta tăng biến đếm lên. Đấy. Thì làm như thế thì độ phức tạp của ta là R max chia 2. Tức là 10 mũ 6 chia 2 bằng 5 nhân 10 mũ 5. Nhân với 10 mũ 3 được 5 nhân 10 mũ 8. À, giải thuật này làm được full 50% điểm của cách này. Bởi vì trong một giây một cái máy tính tốt nó có thể chạy lên tới 10 mũ 8 phép tính. Tuy nhiên máy tính của thầy Thành thì do máy tính đều. Core i3 thế hệ thứ tư chỉ chạy được tới 10 mũ 6 thôi. Con phải chạy gái. Con gái thầy nó đi chơi về nó còn cùng thầy. Mà lấy sữa cho em uống đây không? À, kế tiếp như vậy thì cái cách đấy thì ta thấy nó không ổn lắm rồi. Cách thứ hai ta thấy nhận thấy rằng n là 10 mũ 5. Nhìn giới hạn của 10 mũ 5 thì các bạn nghĩ ngay bài này hoặc là sót hoặc là tìm kiếm nhị phân. Hoặc nếu không thì ta phải có một cái chi phí nào khác. AI của mình là 10 mũ 6, do đó cũng có khả năng là đến phân phối. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng chi phí của ta để đi đếm ước thì mình cũng có thể có một cái cách khác là theo cái giải thuật tối ưu hơn là ta chạy cho đến căn bậc 2 của n. Căn bậc 2 của số đi đếm ước. Vậy với mỗi thằng AI thì ta chạy đến căn bậc 2 của thằng AI thì nó sẽ là chỉ hết có căn bậc 2 của thằng A max là mất có 10 mũ 3. Nhân với n là 10 mũ 5 là thành 10 mũ 8. Vì ta có n phân tử mà. Với mỗi phân tử ta lại đi đếm ước của nó thì ta là 10 mũ 8. Vậy thì ta thấy rằng giải thuật này nó được full điểm với
cộng thêm được 30, nó đã full điểm được với giải thuật N lớn thì thằng N bé nó luôn đạt điểm tối đa các em nhé. Rồi kế tiếp nữa, có 20% với tương ứng N nhỏ bằng 10 mũ 6 và AI là 10 mũ 10 12. Ở giải thuật ở cái cách thứ hai thì ta cho y chạy từ 1 cho đến căn bậc 2 của R max, thì dẫn đến là ở căn bậc 2 của R max ta đây là bằng là 10 mũ 6. 10 mũ 6 nhân 10 mũ 6 bằng 10 mũ 12 thì nó sẽ toi ngay. Vậy thì cái việc đếm quay ra đi đếm ước là việc không khả thi. Vậy thì ta mới đưa ra tính chất. Khi nãy em Hoài Băng em có đề xuất rằng là số có 3 ước là số có căn bậc 2. Có căn bậc 2 nguyên với số nguyên tố, với là số nguyên tố. À, ta nói rõ hơn đó là một số có 3 ước là số nguyên tố, là bình phương của một số nguyên tố. Thầy lấy ví dụ cái số 9 chẳng hạn. Số 9 thì nó sẽ bằng 3 bình phương. Và trên thực tế thì số 9 nó chỉ có các ước là 1, 3 và 9. Đấy. Số 11 là số nguyên tố. Nhưng số 11 thì nó chỉ có hai ước. Như vậy thì các số nguyên tố đều không phải. Với một số nguyên bất kỳ, ví dụ như là số 6, nó có 1, 2, 3 và 6, nó có 4 ước, nó nhiều hơn 3 ước. Và cái quan trọng nhất là bạn Băng bạn phát hiện ra được rằng là một số có 3 ước là một số có căn bậc 2 là một số nguyên tố. Đấy. Vậy thì dựa trên tính chất đấy thì mình sẽ có cái sắp tác 2. Vậy thì với thuật toán ở đây thì thầy sẽ giới thiệu cái sắp tác 2. Sắp tác 1 tự nghĩ à, tự làm nhé, đề bảo như thế nào làm thì đấy. À, sắp tác 2. Sắp tác 1 2 để đạt tỷ điểm. Thì đầu tiên ta sẽ tổ chức hàm đếm ước của một số nguyên dương U. Hàm này để đếm ước. Với độ phức tạp là ô của căn bậc 2 của số cần tính căn tính nhé. Thể đi qua sân của thầy đâu rồi, em zoom này lại che mất đây này cho các bạn chờ thầy đi. Căn bậc 2 thằng U bạn chờ thì nhé, phải kéo cái cửa sổ zoom lên đi. Rồi, với độ phức tạp là ô căn của U. Do đó bài toán này với tất cả các số nguyên dương AI thì khi đi tìm độ phức tạp của một thằng AI nào đó thì độ phức tạp của nó chính là bằng thằng A max, là chính là thằng giá trị lớn nhất của mảng, hay thì chính là biến R max thầy cho mình hay dùng đấy. Kế tiếp về thì ta tổ chức cái hàm nguyên tố của một số nguyên dương U. Có phải là một số nguyên dương? Tất nhiên là hàm nguyên tố này thì ta không cần phải bàn nhiều, bởi vì ở buổi trước thầy trò mình cũng đã làm chốt lại cái hàm này rồi, không cần sáng tạo, cứ phang nó ra thôi. Rồi, bây giờ thì ta sẽ giải quyết cái bài toán của mình theo cái hướng ấy. Cái hàm nguyên tố ta làm sau nhé. À, bây giờ ta thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho đến n. Con đi chơi đi tí nữa, kẹo có gì muốn gọi nhé.
Có nên đi công người đấy Chốt. Ủa yêu con. á. Lại cắm vào phía dưới nha. Rồi Ok. đưa bộ kiểm tra. Đây, lấy nước uống đi hết. Ta thử, bây giờ ta sẽ duyệt y chạy từ 1 đến n. Khi đó thì ta thực hiện công việc. Nếu mà đếm ương của thằng AI mà nếu có đúng 3 nước. Thì tính tổng các số này, quên, tổng các số chia hết cho 3. Thôi cái chỗ tổng các số chia hết cho 3 thì các bạn tự tính nhé. Rồi. Và đây là đưa ra số lượng. Con đi đâu? Con không được đi ra ngoài đâu nhá. Thằng bé nhà thầy đấy như là bị ốm mà cứ đòi lượn. Thì ta tăng biến số lượng lên. Trước vòng lập for thì ta phải tạo biến z bằng 0. Sau ta đưa thằng z ra. Chỗ này thầy ghi chi tiết hơn một tí. Ta có bước 1. Tính tổng các phần tử chia hết cho 3. Rồi bước 2 ta thực hiện là đếm số lượng phần tử có 3 ước, có đúng 3 ước. Đây. Đó, ta đưa kết quả đây. Đó là sắp tác 1, 2. Vậy với cái sắp tác như thế này thì các bạn thử làm xem nó được bao nhiêu điểm trên server nhé. Ôm dạy các anh chị. Ô, cái thằng bắt con này. Bố đang dạy các anh chị. Thằng bé thầy nói mình. Rồi, các bạn làm và nộp bài này luôn nhé. Đấy, server vẫn đang chấm bài của các bạn này. Bài số học nhé, bản code bài số học luôn. Đấy, theo thuật toán thầy đã gửi ở trong nhóm, ta ngồi code một tí đỡ buồn.
Các bạn làm bài số học nhé. Mai ta làm muộn một chút cũng được. À, học muộn một tí. Thầy cũng đang rảnh rỗi. Ngoài rảnh rỗi mà buổi tối mùa hè đó mà cũng khá rỗi thời gian. Ta cài đặt theo cái thẳng hướng sao tăng này. Các bạn làm nhanh bài số học nhé. Kiểu có khi không được lại. Không được quá. Cái gì Con ơi, cái ghế này không ngồi được hai người con ạ. đấy? Sao mẹ ngồi được con ngồi?
Rồi đã có Minh Chu làm mà đoạn này sắp có đúng được 2 test rồi, tiếp tục phải chỉnh sửa nhé. Rồi đó là cái sắp tác 2, sắp tác 1 2. Ở cái sắp tác 3 thì các bạn sẽ tiếp cận theo cái hướng mà cái đấy Băng có chia sẻ, đó là số nếu x có căn bậc 2 là một số nguyên tố thì x có đúng 3 ước. Ta có một cái nhận định này. Cái nhận định này nó rất thú vị, đó là trong giờ thi làm sao mà mình nghĩ ra được cái nhận định này. Thì nó đưa về cái lớp bài toán là đi tìm quy luật của một số. Bài này là một trong những cái cách gợi cho các bạn nghĩ ra một lớp bài toán là tìm cái quy luật của một bài toán, một cái dãy số, quy luật của một số. Và đây cái quy luật đó nó được thể hiện qua một cái bổ đề đưa ra được như trên. Nó cũng giống như có một cái bổ đề đó là số chính phương là số có số lượng ước là số lẻ đấy. Thì những cái bổ đề như thế ta học nhiều ta sẽ nhớ. Vừa rồi mở cốt của Michura thấy có sử dụng sàng nguyên tố. Lưu ý rằng giải thuật sàng nguyên tố chỉ sàng lên độ phức tạp của nó sẽ bằng ô của giá trị cần sàng. Do đó ta nếu ta sử dụng sàng nguyên tố thì ta chỉ sàng lên tới khoảng 10 mũ 6 thì nó an toàn. Máy tính tốt nó có thể sàng lên tới 10 mũ 8 nhưng mà thầy chưa chưa chạy thử bao giờ. Thầy chỉ sàng lên tới 10 mũ 6 thôi. Thì bây giờ công việc của mình là sẽ cần phải kiểm tra tính nguyên tố của mỗi số. Như vậy thì phòng thứ nhất là for n, phòng thứ hai là mất căn bậc 2 của n. Chi phí nó cũng tương đương nhỉ. Thế ta phải sàng nguyên tố vậy. Chức thủ tục sàng Eratosthenes. Hiện nay thì có nhiều loại sàng nguyên tố, loại nhiều cái giải thuật sàng để kiểm tra tính nguyên tố của các số phạm vi trong phạm vi từ 1 cho tới n. Trong đó cái giải thuật sàng Eratosthenes là một trong những cái giải thuật dễ cài đặt mà các em có thể cài đặt ngay được trong giờ thi. Thì cái thủ tục này mình đặt tên là void sàng era chẳng hạn, hoặc là sàng nguyên tố cho tới một giá trị u. Lưu ý rằng cái giá trị u là ở bài toán này, trong đề bài thì thằng AI của mình có thể vượt lên tới là 10 mũ 12. Nên mọi tham số u ở trong chương trình này đều phải khai báo là kiểu long long. Vậy chỗ này thầy sẽ đính chính được thủ tục đếm ước, truyền tham số đầu vào là long long. Số lượng ước của nó vẫn là int nhé, bởi vì số lượng ước nó rất ít. Đấy. Ở đây ta có 2 việc độc lập. Ta sử dụng giải thuật sàng nguyên tố, ở đây ta sàng cho tới thằng tôi thấy sàng đến thằng long long thì cũng hy sinh ngay, ta chỉ sàng cho tới thằng INT thôi thì thu được bằng trạng thái. Khi đó thì ta có bước 1 cũng giống như ở bên trên. Bước 1 ta tính tổng các số chia hết cho 3 ra. Sang bước 2 ta thực hiện là gọi giải thuật sàng. Khi gọi giải thuật sàng nguyên tố cho một dãy số thì tốt nhất ta cũng nên thực hiện luôn một cái bước trung gian là tìm bằng R max. Trong đó R max là giá trị
lớn nhất của dãy. À, nhà này thầy ốm yếu quá. R max là giá trị lớn nhất của dãy. Tóm lại bài toán đi tìm giá trị lớn nhất. Đấy, giờ mới chật mặt. Sau đó ta sàng nguyên tố cho tới thằng R max. À, tuyệt đối không được sàng cho tới 10 mũ 6 nhé. Một số bạn này đề N có cho có mỗi N bằng 4 và dãy số 1, 2, 3, 4. Các bạn gọi giải thuật sàng Eratosthenes cho tới 10 mũ 6. Thì test nào đi nữa thì cũng mất chi phí đấy. Như vậy quá tốn kém. Ta chỉ sàng cho tới giá trị lớn nhất của mẻ. Ví dụ như cho bài toán là cho N và dãy A1, A2, AN. Hãy đếm số lượng số nguyên tố trong mảng A. Thì về bước đầu tiên ta tìm giá trị lớn nhất của mảng A, bước thứ hai sàng nguyên tố cho tới giá trị lớn nhất mảng A. Đấy. Rồi đến sang bước kế tiếp. À, thì ta thực hiện tương tự như trên. Bước kế tiếp ta cho y chạy từ 1 đến N. Nếu thằng A thứ y là số nguyên tố, khi sàng nguyên tố thì thầy thu được mảng F. Giải thuật sàng nguyên tố là một trong những giải thuật kinh điển ở, chắc các bạn cũng đã cài đặt được rồi. Bạn nào cài đặt được giải thuật sàng nguyên tố các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt được giải thuật sàng Eratosthenes comment cho thầy số 0 nhé. Rồi, thầy nhận được câu trả lời của băng. Băng Thuận, Nguyên và Phát. Rồi, các bạn khác thì sao? Minh Chu là chắc chắn rồi. À, Khánh Hòa thì sao? Yeah. Như vậy thì cái giải thuật sàng nhắm mắt các bạn cũng phải code được nhé. Mở mắt ra phải thấy đúng nhé. Lưu ý rằng ta chỉ sàng cho tới khoảng 10 mũ 6 thôi. À, tuyệt đối. À, ở chung chưa biết giải thuật sàng à? Ừ. Là bên lớp cơ bản thầy dạy lại giải thuật sàng. À, thì giải thuật sàng nguyên tố thì mình sẽ phải nhớ rằng là nó chỉ sàng cho tới khoảng 10 mũ 6 thôi. Và thông thường thì cho một mảng thì nó sẽ sàng giá trị tốt nhất trong mảng đó, đó chính là thằng R max, thằng lớn nhất. Đó, thì đây là ta sẽ làm theo cách 3, ta sẽ làm như thế này. Làm theo cách 3 như thế này thì ta nhận thấy rằng cái đoạn này for cho tới N, cái đoạn kiểm tra F thằng này, như vậy độ phức tạp của nó chỉ là ON. Đấy. Thực tế thì nó ON thì cũng không đúng đâu. Làm theo cách này thì phải đính chính với các bạn là ta có độ phức tạp của thuật toán. Khi viết ở ký pháp O thì vòng tìm giá trị lớn nhất của nó là ON, tính tổng là ON, N, sàng nguyên tố là OR max. Vòng for này là ON, vậy thì giá trị độ phức tạp của nó là O max của thằng N với thằng R max. Đấy. Max với R max, vậy ta quay trở lại giới hạn đề bài. Vậy thì N bằng 10 mũ 6, A y bằng 10 mũ 12 thì nó toi mất rồi đúng không? À quên, giải thuật sàng. Chứ quên, ở đây mình không phải sàng đến R max. Xin lỗi các bạn, chỗ này ta sàng cho tới căn của R max đây nhé. Bởi vì cái ta cần là trạng thái các căn bậc 2 của thằng F của thằng AI mà. Đây là nếu căn bậc 2 của thằng SAIQ ta có S. À, chỗ này thì đấy đính chính một tí, thế mà thầy viết lung tung, thế mà mấy đứa nó không bảo thầy. Khi mình gắn INTP bằng căn bậc 2 của thằng AI thì khi đó P nó sẽ chính là bằng phần nguyên căn bậc 2 của thằng AI. Nếu nó là một số nguyên tố. Mấy đứa này kêu để ý nhá. Rồi, chỗ này thầy hơi ngáo một tí. Đề bài là số có ba ước, đó là số
Nếu căn bậc hai của nó là một số nguyên tố đây, thì ở đây chính là thằng x của thầy đây. Nếu x là một số nguyên thì tức là căn bậc hai của nó là một số nguyên. Nếu bình phương của nó và bằng chính nó thì chứng tỏ là căn bậc hai của nó là một số nguyên. Thì và f của thằng x, à, xin lỗi các bạn phải đính chính một tí nhé. F của thằng x mà bằng 1 thì chứng tỏ thằng x là số nguyên tố. Đấy. Thì độ phức tạp của nó ở đây thì nó sẽ là ô của căn của Rm với n. Đấy. Rm của ta là 10 mũ 12 thì căn của Rm cũng 10 mũ 6, n của ta tối đa là 10 mũ 6, vậy thì giải thuật này sẽ là phụ điểm của bài toán này nhé. Thế hóa ra bằng sử dụng ấy à, hàm kiểm tra tính nguyên tố à? Hàm kiểm tra tính nguyên tố ở đây ta for cho tới n, còn ở đây thì ta vẫn là mất căn bậc hai, vậy thì nó vẫn là n nhân căn. Đấy. Được rồi, theo hết lại 3 và 4 nhé, được 8% rồi. Goodbye, see you again. Có nhớ uống hộp sữa trên bàn nhé, bố yêu con. Đây. Bởi vì mình for ở đây thì ở đây mình không, chi phí của nó chỉ là O1 nên là đoạn này nó chỉ bằng O N thôi. Nên chia đồ của ta là sẽ bằng mắc của O N của R mắc. Căn R mắc đó là chi phí của cái giải thuật sàng cho ở đây. Đấy. À, tất nhiên thì khi đi thi thì cái việc nghĩ ra được một cái bổ đề như thế này thì buộc hẳn các em phải rèn luyện rất nhiều trước đấy, và các bạn sẽ chứng minh được những cái tính chất này trong giờ thi mà trước đây mình chưa gặp bao giờ. Cái điều này cực kỳ quan trọng trong giờ thi. Nếu mà các bạn nghĩ ra được một cái ý tưởng và chứng minh được nó đúng trên vài cái số thì các em có thể cài đặt theo cái hướng đấy. Nếu nó không phun điểm thì nó cũng đúng được một bài test, thế là thành công rồi. Rồi, ta sang làm bài kế tiếp. Bài này sao thuộc nhóm đề bài chứ gì, đã thấy giải lằng ngoằng rồi. Bài số 6 các em nhé. Bài số 5 ta sẽ dành thời gian cốt sau đi. Bài quick, thầy chưa ép thời gian. Băng đã đi lạc. Các bạn khác thì sao? Bài này tên nó là bài cột đèn, bài lem. Lem là chữ L. Ở số học sao có hai bạn nào nộp báo lỗi thế này? Nó báo là SQRT hàm căn bậc 2 trên khai báo. Thầy vừa cắn quả mận chua quá. À, nhớ sử dụng thư viện tổng hợp nhé, Minh Chu nhé. Con được hay chưa? Chưa đi. Thì chỉ có một con mới chỉ của ai đâu, bố lần. Không phải đi cái con cười đó. Chắc mẹ chơi trò chơi rồi. Rồi ta tiếp tục nhé. Bài lên.
Các bạn chú ý độ cao của nó là khác nhau. Đấy, đây là như vậy, ta phải cái chân đằng này. Tìm hai chỉ số Easy thỏa mãn điều kiện. Phần tử thứ nhất nhỏ hơn phần tử thứ hai và khoảng cách giữa hai thằng này là xa nhất. À, tức là đề bài của ta là sẽ cho một cái thằng ở bên tay trái dãy số, à, cho một cái dãy số này, tìm một thằng ở bên trái và một thằng bên phải sao cho khoảng cách giữa hai thằng này là xa nhất. Bài này khá hay đấy. Bài này thì các bạn có thể cốt để có điểm ngay được. À, cái bài này thì nó có một cái hướng cốt có điểm xem tác ta sắp tác ở bài này lại không chỉ ở đây. Sắp tác N10 mũi 3, hai vòng for, sắp xếp theo kiểu nổi bọt. Ok, cái bài số 3 này thì ta nhận thấy rằng tới thời điểm này thì ta sẽ có hai hướng để làm. Hướng đầu tiên thì các bạn nhận thấy là đề bài cho một cái dãy số mà bao gồm các phần tử khác nhau. Vậy thì bài toán đã có các phần tử khác nhau, nếu mà ta sắp xếp nó thành một dãy tăng thì dãy này được gọi là dãy tăng ngặt. Tăng ngặt đó là một cái dãy tăng ngặt. Đấy. Dãy tăng ngặt là dãy tăng mà không có phần tử nào bằng nhau. Vì dãy này đề bài có dãy đôi một khác nhau. Thì khi đó ta hoàn toàn có thể tìm kiếm nhị phân cái giá trị này ở trên cái mảng. Đấy. Rồi, bây giờ trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm nhị phân hay chặt nhị phân hay sử dụng lao bao hay áp cơ bao thì ta nghĩ khi đi thi ngay trong một giờ thi ta chỉ nghĩ một cách đơn giản là nhất mà các bạn làm để có điểm ngay. Nhiều khi rằng với những cái câu ở cái vị trí số 2, vị trí số 3 ở trong đề thi 60% của nó to cực kỳ các bạn ạ. Ví dụ câu này là 6 điểm thì 60% của nó là 3,6 điểm. Trong khi cái câu cuối cùng ấy nó chỉ có 2 điểm thôi. Đấy, nhiều đứa thì cứ lao đi làm câu cuối mà biết đâu biết rằng cái câu cuối vừa khó mà là đạt được full điểm chỉ có 2 điểm. Trong khi câu này làm 60% đã được 3,6 điểm rồi, tức là gần gấp đôi điểm của bài cuối. Do đó câu này, cái sắp tác này nó tương ứng với sắp tác rất dễ. Đề bài bài toán là cho một dãy số, hãy đếm số cặp HI nhỏ thua HJ. À quên, hãy tìm cái cặp HI nhỏ thua HJ sao cho thằng J chỉ y lớn nhất. Đề bài người ta yêu cầu là ghi ra cái giá trị được cái hiệu lớn nhất tìm được. Đấy, hiệu lớn nhất tìm được. Thì bài này nếu mà ta tiếp cận một cách đơn giản mà không sử dụng bất cứ phương pháp nào thì ta sẽ đề bài như thế nào thì ta làm như thế đấy. Ta sẽ thực hiện là theo đúng như đề bài, ta sẽ duyệt theo kiểu sắp xếp nổi bọt. Bởi vì người ta cho for i nhỏ thua j thì điều đó chứng tỏ rằng hai phần tử là phải khác nhau.
Ta tiếp tục nhé, thằng quát con nhà thầy nó lại gào khóc nên thầy phải chạy ra ngoài. Rồi ta tiếp nhé, vậy thì ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 đến n chỉ một, duyệt di chạy từ y cộng 1 này. Việc duyệt này thì ta duyệt theo đúng theo tư tưởng của thằng sắp xếp nổi bọt, thằng bubble sort đấy. Thì ta nhận thấy rằng là nếu khi ta for như thế này thì rõ ràng là thằng j luôn lớn hơn thằng y rồi. Vậy công việc của mình chỉ đi kiểm tra xem nếu hi nhỏ hơn hg nữa là thì ta cập nhật. Thì khi đó ta ghi là nếu thằng phân tử thứ y mà nhỏ hơn thằng phân tử thứ j thì đó là một cặp được. Thì khi đó kết quả của bài toán sẽ bằng là giá trị tốt nhất trước đó với và từ y đến j thì người ta hỏi là thằng j trừ y lớn nhất, vậy thì ta tìm giá trị lớn nhất này. Trước vòng lập for các bạn khởi tạo red bởi một giá trị vô cùng bé. Thông thường với độ dài thì người ta khởi tạo nó bằng không. Khi đó ta thực hiện đưa red ra. Đấy. Và các bạn code làm đăng cái này nhá, bê thằng bé vào hết. Để vừa cho thằng bé đi đánh răng này. À, ra xem mẹ Lan rồi, có hai bạn là có điểm đây rồi.
Như vậy thì với cái tư tưởng như trên thì ta thấy rằng là để có điểm được nó khá dễ cho cái việc mà làm bài này. Còn để cái cách làm tối ưu thôi thì cái quỹ thời gian ta cũng không còn nhiều. Ở buổi tới thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái phần làm bởi quy hành động. Làm cái bài này rất hay. Còn nếu không ta có thể vừa sắp xếp vừa chặt nhị phân để tìm cái kết quả cũng được. Nhưng cái phần giải, cái khoảng thời gian nó không đủ để chữa cho các bạn. Tới thời điểm này thì ở cái bài toán này thì ta sẽ lại cái bài làm. Có Băng với Thuận là đang được có bài nộp. Minh Chu và các bạn nộp bài luôn nhé. Em nộp bài lem. Với cái tư tưởng của bài toán đó là duyệt qua tất cả các cái bộ số. Nếu mà nó thỏa mãn điều kiện thì cập nhật độ dài. Ở đây cũng tiện thể còn mấy phút nữa thì thầy tua nhanh các cái bài tập này. Sau đó phần chi tiết thì ta sẽ nói, các bạn sẽ cài đặt sau nhé. Các bạn lưu ý là các bạn phải giữa các buổi học thì sẽ có một ngày trống, thì đó là sẽ là cái ngày ta sẽ học thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Thì ta sẽ có những cái ngày trống ở giữa thì cái server khi nào các bạn vào không được thì các bạn nhắn lên nhóm để thầy bật server để các bạn chấm bài. Bài tập thứ hai là cái bài tập về xử lý sâu. Bây giờ người ta yêu cầu là cho một cái sâu chứa cả sâu cả số, cả ký tự và cả số. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải tách được các cái số trong sâu này ra và sau đó ta thực hiện cái công việc là tìm số lớn nhất trong sâu. Vậy thì bài toán này nó thuộc nhóm bài toán xử lý sâu. Đấy, thì đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh với trung học phổ thông nó thường sẽ là câu 1. Đối với khối trung học cơ sở thì nó sẽ thường là câu 3. Đấy. Và cái việc xử lý sâu này thì nó bao gồm có hai việc cơ quan trọng. Việc đầu tiên là bước 1 là tách các số ở trong sâu lưu vào mảng A, mảng C có K phần tử. Lưu ý rằng mảng C này chứa các số nguyên nhé, chứ không phải là chứa sâu nhé. Khi các bạn tách được thằng nào thì các bạn convert nó sang số. Thì ta có thủ tục ftoi, có nghĩa là string to int, là ta sử dụng để chuyển một sâu sang số. Ta lần lượt cắt các sâu số, sau đó đẩy nó vào, convert nó sang số và đẩy nó vào trong mảng C có K phần tử. Bước thứ hai là tìm giá trị lớn nhất của bảng C. Ta có bước 3 là ta đưa kết quả ra. Vậy thì ta nhận thấy như thế này. Ta nhận thấy như này. Với cái bài toán này thì cái mục tiêu thầy đưa cái bài toán này ra để ta quay trở lại, vì một số bạn rất mạnh ở các phần xử lý số học nhưng lại rất yếu về sâu. Hay nói cách khác, mọi người khi đi học lập trình đều yếu về sâu. Mà đã yếu về sâu thì khi thi đấu ở môi trường lớn thì người ta đã khắc phục được điểm yếu đấy thì mình sẽ thua ngay từ vòng gửi xe đạp. Do đó các bạn phải lưu ý bài tập về sâu ta phải làm thường xuyên. Với cái bài toán này là bài toán tách số ra khỏi sâu. Cái quan trọng nhất của bài toán này nó chính là ở bước này. Có bạn bảo thưa thầy em vừa tách số em vừa tìm lớn nhất được không? Hoàn toàn được. Nhưng ở đây thầy muốn các bạn tách số thành sâu để thực hiện thu được một mảng C có K phần tử. Ví dụ mở rộng bài toán này cho cái sâu trên hãy tìm số trong sâu thỏa mãn điều kiện. Ví dụ là số nguyên tố lớn nhất, là số chính phương, là số đối xứng, rồi là số vừa chính phương vừa đối xứng, vừa là x, y, z gì đấy. Đấy. Như vậy thì cái quan trọng là ta phải tách được số ra khỏi một mảng và sau đó ta quay về là đi tìm giá trị lớn nhất của mảng, tìm cái đếm số lượng số thỏa mãn điều kiện trên mảng đấy. Hay nói cách khác, nó quay về bài toán cho một mảng C, hãy đi tìm giá trị tốt nhất của mảng đấy. Thì mấu chốt của bài toán đó vẫn nằm ở bước 1, đó là tách được số ra khỏi sâu.
Việc tách được số ra khỏi sâu nó sẽ giải quyết được tất cả các bài toán liên quan tới số trên sâu. Nên cái bài toán này nó là bài toán then chốt, nó giống như cái chìa khóa để giải quyết các bài toán khác. Vậy cái bài 96 này thì các bạn này, bài này tên nó là bài 96.inp. Thì là cái bài mà các bạn sẽ làm và nộp trên server để thể kiểm tra xem là bài 96 này. Đây, bài 96 có băng nộp xong rồi. Đấy, cái băng nộp được bài này rồi. Bài lem này đã có 3 bạn nộp rồi. Rất tốt. Đó là bài. Rồi bài kế tiếp là bài số Fibonacci. Bài này trước đây thì ở trong cái lớp mình, nếu không nhầm thầy đã từng giảm một lần. Ta còn 5 phút thôi, chắc đủ tua cho mấy bài này. Bài dãy số Fibonacci nguyên tố, ta nhận thấy rằng cái số này nó có hai đặc điểm. Một phải là số Fibonacci, hai phải là số nguyên tố. Vậy thì bây giờ người đề bài là cho số nguyên dương P. Người ta yêu cầu đếm cái số mà vừa là số nguyên tố, vừa là số Fibonacci và nhỏ hơn P. Đấy, điều kiện rất chi là lằng ngoằng. Hàm kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không, các em đã có. Sử dụng giải thuật sàng Eratosthenes cũng có. Tuy nhiên ở đây ta thấy rằng P nhỏ hơn bằng 10 10 mũ 15. Do đó chẳng dạy gì mình sử dụng sàng cả. Sàng cái là các bạn bay luôn cả sàng luôn. Đấy. Mà bài này ta nên tổ chức dưới dạng một hàm nguyên tố. Nhưng mà bây giờ với những bạn mới lập trình thì sẽ đặt ra câu hỏi làm thế nào để tổ chức được một hàm để kiểm tra một số có là số Fibonacci hay không? Thì thực sự là cái câu nếu ta đặt câu hỏi đấy thì ta sẽ khó ngay từ từ lúc mình đặt câu hỏi rồi. Bởi lẽ để việc kiểm tra một số phải là số Fibonacci hay không, trước đây mình không có một cái hàm chuẩn nào cả. Đấy. Không có một cái hàm chuẩn nào để kiểm tra xem một số có là số Fibonacci hay không. Vậy thì ta sẽ tiếp cận bài toán theo hướng khác. Điều kiện đây là nhỏ hơn bằng P nữa. Vậy thì bây giờ ta không tiếp cận theo cái hướng vừa là số Fibonacci, vừa là số nguyên tố và nhỏ hơn bằng P nữa. Mà bây giờ thầy tách cái chữ vừa là số nguyên tố này, thầy tách ra sau cùng. Người ta yêu cầu xác định số lượng vừa là số Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng P. Đấy. Vừa là số nguyên tố. Cũng là cái mệnh đề đấy nhưng mà thầy đảo ngược lại thứ tự. Thì bài toán ta quay về bài toán rất hay. Đó là ta có bước 1 là tìm tất cả các số Fibonacci nhỏ hơn bằng P. Nhỏ bằng P. Đấy. Để sinh ra được các dãy số Fibonacci nhỏ bằng P thì ta rất đơn giản thôi. Chừng nào thằng FI trừ 1 cộng FI trừ 2 nhỏ bằng P thì tiếp tục thực hiện hai việc. Việc đầu tiên là tăng Y lên, việc thứ hai là gắn FI bằng FI trừ 1 cộng FI trừ 2. Vòng ngoài đấy cứ chạy đi chạy lại, chạy đi thì chạy lại đến khi nào thằng FI cộng FI trừ 1 mà vượt qua P thì dừng lại. Thì khi đó mình thu được tất cả các số Fibonacci lưu vào bảng F. Ta có một cái nhận định như thế này. Bởi vì số Fibonacci tăng rất nhanh. Nên là với n mà có nhỏ hơn 100 ấy thì cái thằng FI này đã nhỏ hơn nó bằng là 10 mũ 18 rồi. Tức là nó tăng lên một cách nhanh chóng như thế. Nếu thầy nhớ không là nhầm thì nó có khoảng tầm 74 75 gì đấy hoặc là 73 là nó đã có thể vượt lên tới khoảng 10 mũ 18 rồi. Do đó việc tìm tất cả các số Fibonacci nhỏ bằng P này trên thực tế thầy thu được một cái mảng nó có khoảng tầm dưới 100 phần tử. Mảng F có K phần tử với K nhỏ hơn 100 phần tử. Đây là một điều rất thuận lợi bởi vì khi đó ta đã có thu được một mảng số nguyên. Vậy thì ta sang ở bước thứ hai ta sẽ thực hiện là duyệt y chạy từ 1 cho đến k. Khi đó nếu nguyên tố của thằng F ở vị trí thứ y thì để ta thực hiện là để tăng z lên. Mới thế thôi,
sau đó ta có bước 3 ta đưa hết ra. Vậy thì mấu chốt của bài toán này đó là cũng với cái dữ liệu của đầu vào thì các bạn sẽ lật ngược cái vế đấy ra và các bạn phải đưa ra được một cái nhận định rất quan trọng này. Vì đặc điểm của số Fibonacci khi các bạn được học về số Fibonacci là giá trị của nó tăng rất nhanh. Đấy. Thế nên là bài số 8. Rồi hôm nay cũng đã hết giờ. Bây giờ thầy cho con có thể trời không mưa con ạ. Thì thầy cho mình sẽ nghỉ ở đây. Ở buổi học kế tiếp thì thầy cho mình thì ta sẽ các bạn sẽ hoàn thiện các cái bài tập này. Ở buổi sau thì thầy trò mình sẽ chưa nhanh cái bài tập này và làm thêm một bài tập mới ở trong cái buổi thứ 20. Rồi trong từ giờ cho sau đó đến trước ngày thì ta cũng có thể có cái đề thi thử để các bạn thử xem năng lực của mình trong vòng đề 20 quên trong đề vòng 3 tiếng thì các bạn làm một đề 4 câu sẽ đạt được tối đa bao nhiêu điểm ở mức độ ngang đề thi là đội tuyển cấp quốc gia nhé. Rồi hôm nay thầy cho mình dừng ở đây thôi. Thầy chúc các bạn có khoảng thời gian trống giữa các buổi học này với buổi kế tiếp, các em hoàn thiện hết đủ 12 bài này nhé. Căn cứ vào cái thuật toán được đề xuất hoặc là các em tự nghĩ ra thuật toán. Rồi thầy chào các em nhé. Bye. Xin chào thầy. Server thầy vẫn bật cho đến sáng, các bạn cố gắng làm và nộp bài.